Chào mừng các bạn đã đến kênh 15 phút review. Ở tập trước, sau khi Tiêu Viêm tiêu diệt được Ngọ Điện Điện chủ, hắn cũng đã đi vào trong cung điện của Ngọ Điện Điện chủ. Tại đây hắn phát hiện ra có một cái trận pháp, thấy thế, Tiêu Viêm đã tiến vào Tử Thần Hư Linh Tháp để cầu cứu cầu nhãn pháp trận pháp. Sau khi biết được cách pháp giải trận pháp, Tiêu Viêm cũng bắt tay vào pháp giải, nhưng đời đâu như là mơ. Sau khi tiến vào trong trận pháp, bất ngờ Tiêu Viêm đã bị vây ở trong đó, không ngừng bị một đạo thần hồn tất công không ngừng. Trong lúc đang định sử dụng một lần cuối cùng khí vận của Tiên Ma ý chí, thì bất ngờ, một thân ảnh cởi trần chậm rãi đi ra, lên tiếng nói: Diệp chúng sinh, là ngươi đem ta thả ra sao? Ngươi là người phương nào, có thể hỏi tiền bối, Diệp chúng sinh là ai? Tiêu viêm ôm quyền chắp tay, lên tiếng nói: hẳn người không phải tà tôn, bóng người vàng ống cũng bị Tiêu viêm hỏi thăm dừng lại. Tiêu viêm thình lình minh bạch, cái Diệp chúng sinh này, nguyên lai là tên tà tôn, chỉ là danh tự này, sao lại nghe nhẹ nhàng và chói tai như vậy? Thời điểm hỏi thăm đến, Tiêu viêm hơi sững sờ nếu là phủ nhận chỉ sợ cũng không cách nào thuận lợi giải quyết, là tôn thượng cũng tốt, tà tôn cũng được, theo tiêu viêm, thân phận của hắn bất quá đều là hai vị cường giả giao phó, chỉ là để cho tiêu viêm băn khoăn là, không biết trước mắt người này, cùng tà tôn là bạn hay là địch, bộ thân thể này cũng không phải là ta đoạt xá, cũng là từ trong tay của CG nhất tộc đoạt xá tới mà thôi, tiêu viêm không có trực tiếp phủ nhận thân phận của mình, muốn cùng trước mắt người này làm nhàm một chút nhìn xem tình huống lại nói, người tới này còn dự định đại náo một phen, nam tử toàn thân hiện ra ám kim sắc, tỏa sáng ánh sáng cũng không phải tới từ làn da với lại phảng phất đến từ huyết nhục dưới da, bây giờ cái gì thiên đại dưới này, còn có cần gì phải đại náo, tiêu viêm lạnh nhạt cười cười, về phần là thân phận gì tiêu viêm bây giờ nhìn tình huống mà định ra, hiện tại người khác hy vọng hắn là tà tôn, như vậy hắn chính là tà tôn, tà tôn liền muốn có tà tôn khí thế, cũng may là trước kia ngụ yên, cùng tiêu viêm đề cập qua một chút sự tình liên quan đến tà tôn. Nếu không tiêu viêm cái gì cũng không biết được, cũng đúng, bây giờ CG nhất tộc đã xuống dốc, chỉ là ta còn vẫn như cũ khốn ở chỗ này, nam tử đáng chát nói ra, ánh mắt nhìn xem tiêu viêm vậy mà lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ ta có thể phá mở trận này giúp ngươi ly khai tiêu viêm nói đến nam tử thật là lắc đầu nói ra ta đã không có nhục thân cùng trận này hòa thành một thể trận phá ta vong tiêu viêm nghe nói hơi sững sờ đích thật là đã nhận ra sự khác thường của hắn chỉ là lại cũng không phải là linh hồn thể kỳ dị là còn có lực lượng thân thể cường đại ta phát giác được nơi này có khí thức dị dạng không không nghĩ tới hẳn là một vị bạn cũ chỉ là thời gian quá dài ta quên đi chớ trách chúng ta lúc trước còn giao thủ qua mới qua ngàn năm mà thôi ngươi chính là đem ta quên đi Nam tử nhếch miệng, không tức giận nói, "Ha ha, thật sự là xin lỗi, ta đối với bại tướng dưới tay từ trước đến nay không có ấn tượng gì, Tiêu Viêm không biết Tà Tôn có chiến thắng hay không, bất quá nghĩ đến quái vật giống Tôn Thượng cùng Tà Tôn như vậy, chiến bại là gần như không có khả năng." Nam tử sắc mặt trở nên càng thêm khó coi chỉ là trên mặt không tính là gì tức giận, hiển nhiên tiêu viêm đoán không lầm, tà tôn thắng người này, đi qua mấy ngàn năm, nói chuyện vẫn là khó nghe trước sau như một, nếu nhục thân ta vẫn còn ở đó, nhất định muốn cùng người tài chiến một trận, nam tử ánh mắt lộ ra một chút chiến ý, bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua, thật muốn tái chiến một trận, cỗ phân thân ta này có thể không phải là đối thủ của ngươi, bất quá lại cho ta một chút thời gian, vượt qua ngươi hẳn không phải là vấn đề gì, tiêu viêm nhún vai. Như thế liền có thể giải thích vừa rồi vì sao không có tiếp được một quyền kia, thần tôn chi huyết ngược lại là có, bất quá muốn tiếp tục đột phá tới tổ cảnh ngươi không hy vọng nam tử trực tiếp một chậu nước lạnh dội đến tiêu viêm vẫn ngôn ngẩn người có thể nói nghe một chút tiêu viêm thử nghiệm hỏi cái này nên thuộc về cơ mật của nguyên thần nhất tộc muốn đột phá tổ cảnh nguyên thần không có đơn giản như vậy mặc dù ta đã mất đi nhục thân có lẽ cũng không có cơ hội phục sinh vô luận như thế nào ta tuyệt đối sẽ không phản bội nguyên thần nhất tộc đấy nam tử hơi vung tay nghiêm túc nói hắn kiên quyết trình độ không thể nghi ngờ tựa như vô luận như thế nào cũng tuyệt sẽ không nói ra liên quan tới bí mật của tổ cảnh nguyên thần mà thôi không nói cũng không quan hệ đợi ta giết hai cái nguyên thần sư hồn là được tiêu viêm khoát tay áo một bộ dáng vẻ xem thường nói xong lời cuối cùng nam tử khuôn mặt cứng đờ ngươi muốn đột phá tổ cảnh nguyên thần cần hiểu ra quy tắc của lực lượng ngươi đoạt xá người giống thế này là không có khả năng hiểu ra bởi vì linh hồn của các ngươi không thuộc về nguyên thần nam tử chậm rãi nói ra cười lạnh một tiếng tựa như đang mỉa ma tiêu viêm đoạt xá nhục thân nguyên thần thì ra là thế, không sao, cùng lắm bộ nguyên thần này không cần cũng được, ta trực tiếp đi đoạt xá một cái tổ cảnh nguyên thần chẳng phải là lại thêm bất việc. Tiêu Viêm lại lần nữa hời hợt nói, Nam Tử Lâm vào trầm mặc, có phải không cách nào đột phá tổ cảnh nguyên thần hay không, liền sẽ còn hãm hại tộc nhân nguyên thần ta, không có cách nào đột phá tự nhiên muốn những biện pháp khác, trừ khi Tiêu Viêm không có tiếp tục nhiều lời. Nam Tử tựa hồ cũng không có đối nó sinh ra bất kỳ hoài nghi, trừ khi để ngươi có thể đột phá tổ cảnh nguyên thần. Nam Tử tiếp lấy Tiêu Viêm chưa nói xong đã nói, ta nghĩ ngươi hẳn là có thực lực này. Tiêu Viêm gật đầu cười, nam tử lập tức vẻ mặt khó xử ngươi có được đông đảo phân thân sao không chịu buông tha nguyên thần nhất tộc nhục thân nguyên thần sức chống đỡ không tệ thêm một cái phân thân cường đại có gì không thể tiêu viêm trả lời nam tử lâm vào trầm mặc tiêu viêm khoát tay áo mà thôi ngươi tiếp tục ở chỗ này trầm mặc đi ta tìm bái bai tiêu viêm nói xong chính là dự định bước ra ly khai chờ chút ngược lại cũng không phải là không có biện pháp bất quá ngươi có thể phải đáp ứng ta không thể lại giết tộc nhân của ta nam tử sợ tiêu viêm ly khai vội vào hô, ta đoạt xá cũng không tính giết à, nhục thân nguyên thần không tệ, ta còn dự định chuẩn bị thêm hai cỗ, nếu không phải ngươi không có nhục thân, ta nhưng phải đem ngươi cũng thuận tiện đoạt xá rồi. Tiêu Viêm lưu manh vô lại, bộ dáng nói đến giống như phi thường nhẹ nhõm, mặc dù không biết Tà Tôn có tính cách gì, Tiêu Viêm chỉ có thể bằng vào tưởng tượng của mình tùy ý phát huy, dù sao trước mặt nam tử này, cũng không có khả năng hiểu rõ Tà Tôn như thế nào, nguyên thần nhất tộc các ngươi bễ nghệ hết thảy. Ngược lại là hiếm thấy sẽ bị vì người khác cân nhắc, nguyên thần nhất tộc bây giờ đã là nguy cơ sớm tối, tiêu viêm một bộ vẻ tiếc hận, lắc đầu mặc dù ta bị vây ở nơi này nhưng ngươi nói đây là lời nói vô căn cứ nguyên thần cường đại cỡ nào ngươi hẳn là biết được đợi một thời gian nhất định có thể trở thành một chủng tộc mạnh nhất trong đông đảo thế giới nam tử tràn đầy tự tin nói cho rằng không ai bị nổi nguyên thần không thể lại diệt tộc thương mang thế giới cũng càng không khả năng sụp đủ diệt vong nếu như ta nói ta đến từ tương lai ngươi tin không tiêu viêm thận trọng nói ra ngươi cho là ta có thể tin sao nam tử thực sự nhịn không được đối với tiêu viêm liếc mắt không thể đổi cái thuyết pháp kia người là đến từ quá khứ trong thế giới hiện tại, nguyên thần nhất tộc cùng thương mang thế giới đã diệt vong. Tiêu viêm nói ra, vấn ngôn nam tử ánh mắt đầu tiên là nghi hoặc, nhìn thoáng qua tiêu viêm, ánh mắt nhìn xem tiêu viêm dần dần biến ảo, ánh mắt kia nhìn xem tiêu viêm giống như là đang nhìn một người bị bệnh thần kinh. Người biết bệnh tâm thần cùng bệnh thần kinh khác nhau ở điểm nào sao? Bệnh tâm thần chủ yếu là tra tấn chính mình, bệnh thần kinh chủ yếu là tra tấn người khác. Ta xem ngươi cái này thuộc về cái sau nha, Nam tử giờ phút này nhìn xem tiêu viêm, hắn cảm thấy tiêu viêm là đang bịa chuyện. Tiêu viêm thở dài một hơi, người bị vây ở trong cục này ngược lại cũng đáng thương, thậm chí khả năng đến thời điểm CG đại giới diệt vong, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Người có thể nhận biết cái này, tiêu viêm nói lại nhiều, hiển nhiên hắn cũng không thể nào hiểu được, chỉ có xuất ra một vật chứng minh, một đạo thanh khí tại lòng bàn tay tiêu viêm phiêu đãng, một cái hồ lô phù xuất hiện trong tay, hồ lô này chính là thương mang lão tổ cho tiêu viêm, cử mục thần hồ, đây không phải là thời điểm nhìn thấy cử mục thần hồ, đồng tử của nam tử trợn trừng, khó có thể tin nhìn xem hồ lô tốt ngươi diệt chúng sinh ngay cả thương mang chi chủ bảo vật cũng dám cướp nam tử phẫn nộ quát mặc dù ta rất mạnh nhưng bảo bối bực này ta cũng dùng không thuận tay thật muốn cướp cũng sẽ không cướp cái hồ lô này ta nói tất cả đều là thật về phần ngươi tin hay không ta liền không xen vào rồi lười nhác cùng ngươi nói nhảm đi tiêu viêm lật tay đem cử mục thần hồ thu hồi lần này quay người liền là thật muốn đi hoặc là khai trận để cho ta rời đi hoặc là ta đem trận pháp đánh vỡ chờ một chút chớ đi ta tin ngươi nam tử hô tiêu viêm vẫn như cũ làm bộ muốn đi ta lười nhát cùng ngươi nói nhảm phương pháp đột phá tổ cảnh nguyên thần như thế nào ngươi nửa câu không nói ta làm gì ở chỗ này cùng ngươi lãng phí thời gian lão tử không rảnh tiêu viêm nói xong lời cuối cùng lại càng không nhịn được chửi rủa một câu nói lại nhiều tiêu viêm cũng là nghĩ nhìn xem có thể ở trên người người này hiểu rõ tin tức liên quan tới tổ cảnh nguyên thần hay không, cái này làm bộ muốn đi, hiển nhiên cũng là vì gạ hỏi hắn một chút, dù sao hiện tại muốn phá trận này độ khó vẫn là tương đối không nhỏ, nếu người này ngăn cản, không chỉ có không cách nào phá trận, chỉ sợ sẽ còn bị khốn cùng cuốn chiến ở chỗ này, ta bây giờ hóa thành trận này, từng là nguyên thần nhất tộc tổ cảnh nguyên thần, tên là Kim Huyễn Thần, nếu ngươi có năng lực đem ta luyện hóa thành truyền thừa chi vũ của ngươi, liền có thể cảm ngộ nguyên thần chi lực ta. Nam tử tên là Kim Huyễn Thần, là một gã tổ cảnh nguyên thần vẫn lạc, trong mắt Tiêu Viêm tinh mang lóe lên, đối với hắn mà nói đây cũng là tạo hòa hắn hiện tại cần nhất người chỉ là một gã tổ cảnh nguyên thần chỉ bất quả tiêu viêm lại là tại lúc này lộ ra một bộ biểu lộ ghét bỏ tựa như còn xem thường được rồi được rồi mở cửa để cho ta ra ngoài tiêu viêm khoát tay áo lập tức để cho nam tử có chút nóng này đừng à ta hiểu ra kim huyễn chi đạo vẫn là rất mạnh bao nhiêu người muốn ta còn không cho nếu không nhìn ngươi là tà tôn năng lực của ta cũng sẽ không cho ngươi kim huyễn thần vội vàng nói hiển nhiên hắn là từ trong nội tâm đối với Tà Tôn cảm thấy kính nể, đặc biệt là Tiêu Viêm đem cửu mục thần hồ lấy ra trong nháy mắt, chính là triệt để tin phục Tiêu Viêm, người cúi đầu xem một chút đi, Tiêu Viêm không có trả lời Kim Huyễn Thần, mà là tự mình nói ra, ở dưới thân thể của bọn hắn là ngọ điện thành trì, vừa rồi đại trận mở ra, đã gần hồ phá hủy tòa thành trì này, nhưng mà tòa thành trì này vốn hẳn nên bị phá hủy, lại nổi lên một cách không thể tưởng tượng, khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, vừa rồi ta tàn phá ngọ điện điện chủ cùng tòa thành trì này đồng dạng, không được bao lâu hắn liền sẽ phục sinh, linh hồn các ngươi là bị vây ở bên trong dòng sông thời gian, vốn hẳn nên biến mất mới đúng, cho nên ta có thể mang theo ý chí của ngươi ly khai, nhưng cũng có thể không hề làm gì, hoàn toàn biến mất trong dòng sông thời gian dài rằng giặc này, vô luận ngươi có năng lực mạnh cỡ nào, cùng nguyên thần nhất tộc đã từng mạnh đến mức nào, sự thật chính là, nguyên thần nhất tộc đã diệt tộc, âm thanh của Tiêu Viêm rất bình tĩnh, hắn đang nỗ lực tẩy não cho một vị cường giả sống ở từ cổ chí kim, mặc dù không biết hắn nói cụ thể là cái gì, bất quá chỉ cần có thể đột phá đến tổ cảnh nguyên thần là được chỉ là hiện tại, muốn để Kim Huyễn Thần tự nguyện, thậm chí chủ động đưa tới cửa, như thế chính là không thể tốt hơn, dù sao Tiêu Viêm cũng là lão quái sống gần vạn năm, nắm lòng người vẫn có một chút mánh khoe, ta có thể trở thành truyền thừa chi vũ của ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, để cho ta lại nhìn một chút thế giới bây giờ, cho ta suy tính một chút, không phải chứ, tại đây cái thỉnh cầu nho nhỏ cũng không có thể, Kim Huyễn Thần cảm thấy bất đắc dĩ chính mình đã từng dù sao cũng là hô phong hoán vũ, đồng thời năng lực của hắn, ở bên trong nguyên thần nhất tộc, cũng là tồn tại số một số hai, bây giờ đến tiêu viêm nơi này, không biết tính sao, đột nhiên liền trở nên không đáng giá một đồng, ngược lại cũng không phải, ta muốn hỏi chính là, sau khi đạt được truyền thừa chi vũ của ngươi, còn có thể có được truyền thừa chi vũ khác sao, tiêu viêm gãi đầu một cái cười nói, kim huyễn thần sững sờ, lại lần nữa cho tiêu viêm một cái liếc mắt, ngươi thật đúng là lòng tham không đáy, hắc hắc, đây không phải cũng là sở trường của ta sao, tiêu viêm không cho là nhục cười cười trên lý luận là có thể, bất quá ta còn không biết có ai làm được. Kim Huyễn Thần cuối cùng bất đắc dĩ nói, tới đi, trở thành truyền thừa chi vũ của ta ngươi rất có lợi, về sau chắc chắn danh truyền vạn cổ. Tiêu Viêm còn một bộ dáng vẻ chính mình ủy khúc cầu toàn, nhìn Kim Huyễn Thần là nghiến răng nghiến lợi, trong truyền thuyết ngươi tên là Tà Tôn, ta lại cảm thấy nếu không, ngươi hẳn là luyện kiếm, gọi tiện tôn. Tiêu Viêm không cười, mà là nghiêm túc nhìn chằm chằm Kim Huyễn Thần, Kim Huyễn Thần từ từ lui về phía sau, cái miệng này của người rất tốt, Tiêu Viêm vội khoát khoát tay, đó cũng không phải, ta chỉ là đang nghĩ, nơi nào cũng lại biến thành màu vàng kim sao? Kim Huyễn Thần cũng may là không có nhục thể chân thực, nếu là có đoán chừng hiện tại cũng bị tức giận miệng máu phun ra ngoài. Đương nhiên, Kim Huyễn Thần đối với Tiêu Viêm quát ầm lên, lên cơn giận dữ, đời này Kim Huyễn Thần cũng không có cảm giác im lặng như thế, tới đi, tiếp xuống ta nên làm như thế nào? Tiêu Viêm không tiếp tục tiếp tục trêu ghẹo Kim Huyễn Thần, nghiêm mặt tới hỏi, tiếp nhận truyền thừa của ta, quá trình có thể sẽ có chút thống khổ, bất quá nghĩ đến ngươi là tà tôn, loại thống khổ này không tính là gì, lần này tới lượt Kim Huyễn Thần hời hợt nói, có bao nhiêu đau nhức, chủ yếu là con người của ta tương đối sợ đau nhức, thử một chút chẳng phải sẽ biết, nghĩ như thế nào có được truyền thừa chi vũ còn sợ đau nhức, mặc dù truyền thừa của ta không cách nào làm cho ngươi ngay lúc này đột phá đến tổ cảnh nguyên thần, nhưng ngươi có thể đạt được lực lượng chi đạo của ta, về phần khi nào có thể đột phá đến tổ cảnh nguyên thần, vậy liền nhìn ngươi khi nào có thể hiểu thấu lực lượng chi đạo của ta, như ngươi thấy, lực lượng của ta là kim huyễn chi thân, này lực lượng chủ nếu là có thể để cho tự thân biến thành màu vàng kim, Kim Huyễn Thần nghiêm túc nói, Tiêu Viêm thì là sau khi nghe Hồ Nghi nhìn về phía hắn, biến thành màu vàng kim, đúng, biến thành màu vàng kim, sau đó thì sao, coi như để cho làn da thay đổi màu sắc, dĩ nhiên không phải, nguyên thần chi huyết vốn là màu vàng kim, lực lượng chi đạo của ta, liền để cho huyết nhục làn da cũng nắm giữ khí huyết chi lực, sẽ có được nhục thân vô cùng kiên cố, con rùa sắt sao, ngươi thật không muốn truyền thừa của của ta cũng không sao, làm gì ở đây nói móc, chỉ đùa một chút, nhục thân kiên cố vẫn là rất cường đại, có thể đem nhục thân làm thành vũ khí, không tệ không tệ, Tiêu Viêm gãy gãy đầu, cười ha hả nói, Kim Huyễn Thần liên tục hít thở sâu đến mấy lần mới tỉnh hồn lại, không tức giận nhìn xem Tiêu Viêm, trong nháy mắt thật sự là khóc không ra nước mắt, thả lòng tâm thần, ta sẽ vì ngươi giãn kinh mạch, dung nhập huyết nhục cùng xương cốt của ngươi, quá trình này sẽ phi thường thống khổ, bất quá yên tâm, sau đó nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thấy phi thường sảng khoái. Kim Huyễn Thần chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe tựa hồ cảm thấy lời này có chút rất không thích hợp, nhưng lại hình như không có vấn đề, này ngươi làm sao nghe không quá đứng đắn, mà thôi mà thôi, tới đi, truyền thừa lực lượng Kim Huyễn Thần ta, từng là vô số người mộng tưởng, hiện tại ta đem lực lượng truyền thừa cho ngươi, hy vọng ngươi về sau. Kim Huyễn Thần chậm rãi nói ra, thật sự biết biến thành màu vàng kim sao? Tiêu Viêm bất thình lình lại nói một câu, Kim Huyễn Thần ngẩn người, hắn là không có ý định lại tiếp tục nhiều lời, nhất định phải cho tiêu viêm một bài học mới được lúc này thân hình khẽ động chỉ thấy thân hình tiêu tán hóa thành một đạo trùm sáng màu vàng óng thẳng đến tiêu viêm bao phủ mà đến kim huyễn thần phẳng phất hóa thành kim quang điểm điểm dung nhập vào trong cơ thể tiêu viêm tiêu viêm ngay từ đầu sắc mặt còn bình thản tựa hồ không có phát giác được cái khó chịu gì bất quá rất nhanh cũng cảm giác được không thích hợp phẳng phất có vô số xúc giác tại trong cơ thể tiêu viêm kéo dài ra bắt đầu chiếm cứ lấy tất cả kinh mạch trong cơ thể tiêu viêm đến lúc giờ phút này tiêu viêm cũng còn không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. A, à, đau đớn bỗng nhiên chuyển đến trong nháy mắt, tiêu viêm cảm giác phải kinh mạch toàn thân chính mình phẳng phất toàn bộ đứt gãy, cả người đau nhức không cách nào đứng thẳng. Loại đau nhức này, phẳng phất tựa như kinh mạch trong cơ thể bị sinh sinh kéo đứt, khi thì lại đan sen quấn quýt lẫn nhau. Gào cái gì mà gào? Vừa mới bắt đầu, âm thanh của kim huyễn thần vang lên trong đầu của tiêu viêm, kinh mạch đứt từng khúc, trong cơ thể tiêu viêm tất cả kinh mạch toàn bộ đứt gãy, cả người cũng mềm liệt ở giữa không trung này ngươi đang làm gì tiêu viêm đau nhè răng trợn mắt so với nhục thần bị hủy loại đau nhức này ngược lại lại càng lộ ra bất lực không đợi lời tiêu viêm nói trên người bắp thịt bắt đầu nhanh chóng héo rút chỉnh thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa huyết tiết nhục phẳng phất đều đang sói mòn rất nhiều khí huyết trên người đang nhanh chóng bị bóc ra lông mày tiêu viêm nhíu chặt lại không rõ ràng cái kim huyễn thần này phải chăng có âm mưu gì khác phải tiếp nhận truyền thừa của ta cần trải qua đổi mạch nhất định phải để cho thân thể ngươi tiến vào trạng thái suy yếu nhất mới có thể tiến hành hít sâu thả lòng choáng đầu là bình thường một hồi liền tốt ngươi tốt nhất không gạt ta Tiêu Viêm cắn răng nhịn đau nói, truyền thừa của Kim Huyễn Thần có thể là thật, nhưng cái này có thể là Kim Huyễn Thần đang cố ý trả thù tra tấn hắn. A, à, Tiêu Viêm nhịn đau không được gào thét, hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể kinh mạch toàn đứt gãy về sau, lại lần nữa đã bắt đầu tái tạo. Kinh mạch trong cơ thể cùng trước kia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giờ phút này trên thân Tiêu Viêm đã tỏa ra kim quang, huyết mạch toàn thân của hắn cũng biến thành màu vàng kim, mà những kinh mạch này vẫn đang không ngừng kéo dài đến trong huyết nhục, giờ phút này vô luận Tiêu Viêm gào rú như thế nào, cũng cũng không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể đau khổ kiên trì bên trong đau đớn. Tiêu Viêm đầu đầy mồ hôi, thân hình lại càng khô gầy như que củi, chỉ là ở phía dưới thân hình khô gầy này, có khí huyết chậm rãi hùng hồn tràn ra, ở thời khắc Tiêu Viêm đột phá, bên ngoài ngõ điện thành trì, cũng chính là vị trí đám người Trung Cổ giữa không trung, lúc này, mọi người đều nghe được tiếng thép phi nhanh, đều là nhao nhao ngẩng đầu, hướng phía âm thanh phương hướng nhìn sang, chỉ thấy nơi xa bên trong cát vàng, có số vệt cầu vòng chạy nhanh đến, ánh mắt Trung Cổ nhắm lại, hắn có được nô ấn, mà có thể có cảm giác nhận, cầm đầu cầu vùng kia, là Long Bưu, Trung Cổ nhíu mày nói ra, ánh mắt của mọi người cũng nhìn sang cận đông minh đối với khí thức của long bưu cũng không xa lạ gì không đợi đi phân biệt khí tức chính là đã nghe được một thanh âm chuyển đến trung cổ đạo tử cận đông minh huynh cứu ta đạo thanh âm này chính là tới từ long bưu trên đường đi long bưu hơi nhiều lời cho nên đối với âm thanh của long bưu còn tính là quen thuộc miễn cưỡng có thể phân biệt xuất hiện mà sau lưng long bưu còn có mấy đạo thân ảnh theo sát lấy long bưu mà đến bọn hắn muốn giết ta cầu xin tiền bối giúp ta long bưu hóa thành cầu vòng đi tới trước mặt mọi người ánh mắt tìm kiếm bên trong đám người trung cổ hắn muốn tìm là tiêu viêm bởi vì lúc này hắn cảm thấy chỉ có tiêu viêm xuất thủ mới có thể đối phó mấy người sau lưng đúng vậy quả nhiên tìm được ngọ điện cầm đầu nam tử hai mắt hiện ra tinh mang ánh mắt đã hoàn toàn rơi vào phía trên ngọ điện thành trì mấy vị nguyên thần cự nhân vẫn đứng lặng như cũ ở phía trước kéo lấy ngọ điện thành trì là phía trên cái thành trì này bốn chùm ánh sáng từ thành trì phóng lên tận trời đồng thời bị một cái đại trận bao phủ đây là tình huống gì nam tử không hiểu chính là quay đầu nhìn về đám người trung cổ trực tiếp bắt đầu chất vấn trung cổ không có trả lời ánh mắt cận đồ minh cũng là băng lãnh đánh giá một chút không người nào trả lời vấn đề của nam tử các người muốn chết dám không trả lời lời của lão tử nhìn thấy không người nào để ý tới nam tử cái chán gân xanh nhảy lên trên mặt tức giận phun trào vạn thánh ma giới trung cổ đạo tử các hạ là trung cổ quay đầu nhìn về phía nam tử lạnh giọng nói ra thời điểm nói chuyện thậm chí chưa từng ôm quyền chấp tay vạn thánh ma giới bước thứ ba ít ở chỗ này lừa dối người bước thứ ba có thể tiến vào nơi này đồng thời còn sống đã coi như người may mắn thực lực thế này cũng dám mạo hiểm tiến vào nơi này còn giả mạo vạn thánh ma giới, nói về vạn thánh ma giới ngươi, kim thương đạo tử ngươi có thể nhận biết, hắn và lão tử là huynh đệ, có quá mệnh giao tình, chẳng lẽ kim thương đạo tử ngươi cũng không nhận ra sao? Nam tử cười lạnh một tiếng, mỉa mai nhìn xem trung cổ, bại tướng dưới tay mà thôi, huynh đệ ngươi cũng không có gì đặc biệt. Trung cổ hờ hững nói ra, ha ha, ngươi thật sự là đặt chuyện. Mặc dù nghe nói vạn thánh ma giới có thể thúc đẩy thần nô mà chiến, nhưng người chỉ là một cái bước thứ ba, thủ hại chính là thần nô cũng không thể quá mạnh mẽ. Kim thương đạo tử ở bên trong vạn thánh ma giới cỡ nào uy vọng? Há tên đạo trích nhà ngươi lại có thể so sánh, huống chi trong mắt của ta ngươi căn bản là đang nói láo sợ ta ra tay cho nên giả bộ chính mình đến từ vạn thánh ma giới nam tử nụ cười trên mặt càng tăng lên phảng phất hắn xem thấu hết thảy thủ đoạn trung cổ suỳ cười một tiếng sau đó lắc đầu một tên ngu xuẩn nam tử không nghĩ tới trung cổ dám nói chuyện cùng hắn như vậy lúc này sắc mặt chấm xuống sát ý tản ra lúc đầu dự định buông tha phế vật các ngươi không nghĩ tới ngươi còn dám nói năng lỗ mãng với lão tử vậy liền chuẩn bị đem mạng nhỏ lưu ở chỗ này đi nam tử quát lạnh một tiếng mấy người sau lưng lập tức phân tán ra đối với đám người trung cổ hình thành phong thái vây quanh cẩn thận một chút bọn hắn nam hiểu trận pháp long bưu thấp giọng nói ra trung cổ thì là lạnh lùng nhìn thoáng qua long bưu cho nên nếu không phải trận pháp của bọn họ chắc hẳn ngươi đã sớm đã chạy ra chỗ này sao long bưu nghe vậy ngẩn người lúc này liền là khoát tay áo trung cổ đạo tử nói quá lời long bêu sao dám đào tẩu ta là bị trận pháp của bọn hắn vây khốn nếu không cũng sẽ không thoát ly đội ngũ long bưu thấp giọng giải thích hiển nhiên là sợ bị đối phương nghe được nếu bị vạch trần ở trước mặt vậy coi như lúng túng trung cổ không có giải thích cái gì về phần long bưu xử trí như thế nào tiêu viêm tự sẽ định đoạt ngược lại là trước mắt long bưu mang đến đội ngũ đám người này ngược lại là một sự tình phiền toái khí thức của cận đồ mình tản ra hướng phía long bưu nhìn thoáng qua đồng loạt ra tay cận đồ mình hét long bưu gật gật đầu sau lưng còn có thạch tiêu cùng vĩnh đông chỉnh thể chiến lực cũng không yếu nam tử cầm đầu trên người cũng là tỏa ra uy áp cường đại cho nên nói chuyện cuồng vọng như thế chính là bởi vì hắn là một gã bước thứ tám cường giả một đám cạn bã mà thôi ngược lại không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian lấy thực lực của các ngươi sớm lan ra nơi này ngọ điện điện chủ há các ngươi có thể đối phó nam tử ánh mắt khinh thường nhìn xem mọi người tựa hồ trong mắt hắn không có người nào có thể vào pháp nhãn của hắn lông mày long bưu nhíu một cái lật bàn tay một cái trường kiếm trong tay thình lình ngưng hiện chỉ là một cái bước thứ tám thật sự là cho người mặt mũi long bưu giận dữ mắng mỏ một tiếng một bước một kiếm kiếm cương gào thét ma lên lôi cuốn lấy kình phong kinh khủng chính là hướng phía nam tử gào thét mà đi long bưu đồng dạng là một tên bước thứ tám thực lực theo lý mà nói không kém hơn mảy may, đều là bước thứ 8, lúc trước là bị trận pháp vây khốn, cùng trong nội tâm không có lực lượng, cho nên không dám đánh lâu, nhưng bây giờ bất đồng, làm phiền là hắn trêu chọc tới, vô luận như thế nào hắn cũng xuất thủ trước, nếu không cũng có chút không nói được, cận Đông Minh huynh, một hồi nếu ta đánh không lại, ngươi có thể xuất thủ cứu ta, Long Bưng nhìn như kiên cường, lại là đang xuất thủ trong nháy mắt thấp giọng quay đầu nói với cận Đông Minh. Xem kiếm, lão tử hôm nay chém chết ngươi, Long Bư vừa quay đầu chính là lại lần nữa mặt mũi tràn đầy tức giận, thình lình liên sông ra ngoài vài kiếm chém ra mặc dù không biết long bưu thi triển là cái đấu kỹ gì nhưng là kiếm cương tận trời tản ra kiếm khí vô cùng lăng lệ hóa thành chín đạo kiếm khí hướng phía nam tử bao phủ tới mất mặt xấu hổ nổm cho ta nam tử ngẩng đầu nhìn kiếm khí của long bưu đưa tay một chỉ ầm ầm chỉ thấy chín đường kiếm khí tiêu tán nổ tung năm đạo chỉ còn lại có bốn đạo vẫn như cũ gào thét xuống nam tử thân hình lướt đi lòng bàn tay hào quang xoay tròn một thanh trường thương ngưng tụ trong tay một thương hung mãnh đâm ra chỉ nghe thấy một tiếng gào rú không biết cái hung thú gì truyền đến một cái bóng mờ ngưng thực từ hắn trường thương xông ra, sau đó cùng bốn đạo kiếm khí va chạm vào nhau, nam tử ánh mắt nhìn về phía mấy người xung quanh, sau đó đánh một thủ thế, số trùng ánh sáng chính là hướng phía Long Bưu gào thét mà đến, hẳn là lấy nhiều khi ít, chẳng lẽ cũng không dám cùng ta đơn đấu sao? Hừ, làm sao không biết ngươi là như thế nào đột phá tới bước thứ 8, cái này là sinh tử chiến trường có thể giết chết đối phương dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không quá đáng. Nam tử hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nhìn xem Tiêu Viêm, không nói võ đức, bớt nói nhảm, chịu chết đi. Nam tử lại lần nữa quát lớn, từng chùm sáng như là đèn diệu quang, Long Bưu vô luận như thế nào đều khó có khả năng điều tránh né, bị những quang thúc này bao phủ trong nháy mắt, Long Bưu cảm giác tự thân tốc độ lập tức chợt hạ xuống, mọi người vây quanh trên không, thình lình hiện ra một cái trận pháp ấn ký xoay chậm chậm, chính là cái trận pháp cấm chế lực lượng này hạn chế Long Bưu hư ảnh cùng kiếm khi đối đầu về sau cả hai ầm vàng ở giữa đều là tiêu tán sụp đồ mà đi cùng lúc đó nam tử thân hình bỗng nhiên khẽ động trường thương trong tay cách không vẩy một cái sau đó thân thương quay xung quanh thân hình xoay tròn một vòng chỉ thấy du long gào thét giống như chân thực tồn tại đầu rồng đi theo mũi thương thân hình xê dịch ở giữa hướng phía long bưu lại lần nữa gào thét ma đi long bưu lúc này dùng ánh mắt còn lại đi đánh giá đám người trung cổ hai tay cận đông minh ôm ngực, nhìn bộ dáng đều tựa hồ không có người nào nguyện ý trợ giúp hắn, lúc này làm cho hàm răng hắn khẽ cắn. luận thủ đoạn, long bưu ta còn chưa sợ qua kẻ nào, long bưu chỉ có thể là giận quát một tiếng. đến lúc hiện tại đi theo tiêu viêm cùng một chỗ, mặc dù rất nhiều chiến đấu cũng cùng cận đông minh vào tới phía trước nhất, bất quá chiến đấu trên chính đều là do tiêu viêm giải quyết, cho nên long bưu trên ý nghĩa chính thức liền không có nghiêm túc xuất thủ qua. lúc này chỉ thấy long bưu khoát tay, giữa không trung xuất hiện một vòng yêu chống, bạch trạch tỏa yếu cổ, long bưu đưa tay chính là một quyền hướng lên trước mặt trăm trượng yêu trống đánh tới, một tiếng vang trầm vang vọng ra, phảng phất giờ phút này yêu trống trở thành trung tâm thế giới, tiếng trống của hắn vang vọng trong nháy mắt, cả thế giới như là sóng nước, lấy mắt thường thấy khuấy động ra, thân hình nam tử tới gần long bưu bị chấn động, du long gào thét mà đến, trong tiếng trống gợn sóng của yêu trống, từng khúc sụp đổ, mấy người duy trì trận pháp xung quanh đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, tai mắt bọn hắn đều có máu tươi chấn động chảy ra, còn muốn chiến a, à, lão tử tiếp tục có trống không phải không thể đánh chết ngươi, hai mắt long bưu phát đỏ, hắn mặc dù nhìn như bình tĩnh, khi thực chân nhìn ra được, vừa rồi một đạo tiếng chống kia, đối với hắn tiêu hao thế nhưng không nhỏ. Nam tử nhìn thấy trận pháp giữa không trung mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất, lập tức liền không có lại tiếp tục hướng phía trước, hiển nhiên bị uy lực chống này chấn nhiếp, vừa rồi tiếng chống truyền đến, để cho linh hồn cùng huyết mục của hắn cũng cảm nhận được chấn động, mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ nồng đậm, sợ, sợ liền cút nhanh lên. Long Bưu uy hiếp nói, nhưng mồ hôi trên trán lại là bán rẻ hắn, thi triển chống này nghĩ đến đối với người phụ tải rất lớn đi, chẳng lẽ chỉ có thể nổ vang một lần nam tử ánh mắt có chút nheo lại nhìn xem long bưu cười lạnh bất quá ngươi có át chủ bài chẳng lẽ cho là ta liền không có át chủ bài đi để cho lão tử lăn ngươi còn chưa đủ tư cách nam tử thân hình lui về phía sau trong tay xuất hiện một cái bát giác quang kính nam tử liên tục đánh ra mấy đạo thủ ấn trong tay hắn bát giác quang kính lúc này một về sáng phóng lên tận trời cùng lúc đó mọi người xung quanh bốn phía đều là cùng nhau kết xuất thủ ấn giống nhau sau đó giơ hai tay lên lòng bàn tay chỉ lên trời cái kia giữa không trung hiện ra một cái bát giác quang kính càng lớn nam tử khóe miệng chậm rãi dâng lên ánh mắt trở nên có chút lạnh lùng trên người bất hủ chi lực điên cuồng phun trào này 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 huynh đệ ngươi nghe ta một lời ít cùng lão tử xưng huynh gọi đệ chuẩn bị chịu chết đi nơi này thiếu thốn tài nguyên làm gì chiến cái ngươi chết ta sống với lại nếu là ngươi đối phó ta đợi chút nữa sẽ phải hối hận long bưu vội vàng nói nhưng nam tử nghe vào trong tai cũng cảm giác long bưu đang hồ ngôn loạn ngữ muốn nhiễu loạn hắn nên cố ý nói hơ nói vượng vô lượng bát nhật kính lúc này cả hai đều là tế gia bảo khí vận dụng bất hủ chi lực long bưu thấy thế nhướng mày lúc này ánh mắt vừa rồi trở nên ngưng trọng lên nói không tin nhất định phải chiến đến không chết không thôi đúng không vậy liền cũng cho ngươi nhìn một chút uy lực chống này long bưu cảm nhận được cảm giác nguy cơ bao phủ cuối cùng hắn vẫn là không dám thất lễ lúc trước hắn chẳng qua là giả bộ làm ra bộ dáng rất cật lực là tận khả năng không muốn trong chiến đấu trên tiêu hào quá lớn bởi vì long bưu phát hiện ở chỗ này sau khi chiến đấu tiêu hao hết bất hủ chi lực tốc độ khôi phục cực chậm chiến đấu kịch liệt như thế nếu nếu là không thể kịp thời khôi phục như vậy trận chiến đấu phía sau liền sẽ lực bất tòng tâm thậm chí bất lực chiến đấu nhưng bây giờ tên nam tử này nghiêm túc để cho Long Bưu cũng không thể không nghiêm túc chiến một trận quản cái tiêu hao to lớn gì thật đáng chết sớm biết tự trốn không được ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo ạ à. Long Bưu cười khổ phiền toái hắn gây ra cuối cùng cũng phải tự mình gánh chịu chờ một chút, người mau nhìn, trong ngọ điện thành chỉ tựa như xảy ra chuyện gì, ngọ điện điện chủ hẳn là bị giết rồi. Ở thời điểm thế công nam tử sắp cao thét mà xuống, bỗng nhiên ánh mắt Long Bưu nhìn về phía ngọ điện thành chỉ ở phía dưới, trong đó kim quang đại trán, không biết xảy ra chuyện gì, Long Bưu lập tức nhờ vào đó bịa chuyện một trận. Nam tử nghe vậy lập tức hướng phía ngọ điện thành chỉ nhìn thoáng qua, đích thật là nhìn thấy trong đó kim quang đại trán, bao phủ toàn bộ thành trì đại trận xoay chậm chậm, hẳn là các ngươi đều là đây kéo dài thời gian. Hà ha, ngươi mới phản ứng được à? hiện tại đã muộn, ngọ điện điện chủ chỉ sợ lập tức liền muốn bị tàn phá. Long Bưu lúc này cười to nói, đáng chết, nam tử lại thật tin tưởng Long Bưu nói, thân hình lúc này khẽ động, không tiếp tục quản Long Bưu, mà là trực tiếp hướng phía ngọ điện thành chỉ vọt tới, nhưng vào lúc này, Cận Đông Minh dẫn đầu xông ra, Vĩnh Đông thấy thế trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, lúc này cũng là đuổi kịp thân hình của Cận Đông Minh, trung cổ cùng Thạch Tiêu thì là không nhúc nhích, trước tiên là thực lực không đủ, mà sau đó là trong cơ thể bất hủ chi lực thiếu thốn, đã là không có năng lực ứng chiến, kỳ thực tình huống của Cận Đông Minh cũng không tốt gì, trên đường đi hắn tham dự chiến đấu không ít, đồng thời dưới rất nhiều tình huống, hắn cũng là cái thứ nhất xông lên, hai người các ngươi tốt, vừa rồi tình huống này của ta cũng không xuất thủ, các ngươi ngược lại là hụ chủ. Long Bưu nhếch miệng, giận dữ nói, nam tử mang theo mọi người nhanh chóng rời đi, thân hình của Long Bưu hơi lùi lại, Long Bưu còn muốn trốn, ngay tại thời điểm thân hình Long Bưu vừa mới hơi lùi lại, âm thanh của trung cổ chính là truyền đến, hai người người ánh mắt cách không đối mặt, trên đường đi Long Bưu nhìn xem trung cổ chưa hề dùng qua nô ấn, đồng thời lấy tiêu viêm như thiên lôi sai đâu đánh đó, làm cho Long Bưu cũng không khỏi hoài nghi, trung cổ có phải hay không căn bản cũng không phải là đạo tử không có năng lực khống chế nô ấn trốn trung cổ đạo tử oan uổng ta thật sự là bị mấy người kia vây khốn huống chi tình huống nơi này phức tạp đơn độc hành động chẳng phải là một con đường chết vậy ngươi bây giờ không đi hộ pháp tại sao lui về phía sau lông mày trung cổ nhíu một cái mặt bên trên lập tức hiện lên tức giận long bưu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trung cổ tức giận cùng lúc đó long bưu chính là cảm giác cổ của mình chỗ truyền đến cảm giác nóng hổi nô ấn tỏa ra từng trận ánh sáng màu lam Long Bưu lập tức tâm trí giật mình, không giá thất lễ, thân hình khẽ động, lập tức xông tới, Long Bưu ta thế sống chết cũng phải vì huynh đệ hộ pháp, nhìn xem Long Bưu xông tới, Trung Cổ vừa rồi nhíu mày, khóe miệng lộ ra mỉm cười, ba người hóa thành cầu vòng đi tới trên không ngọ điện thành trì, Cận Đông Minh lại càng không nói hai lời, đưa tay chính là một trường hướng phía nam tử đánh ra, các ngươi quả thật muốn tìm cái chết, nam tử trừng mắt mắt dọc, trên mặt tức giận phun trào, nhưng phẳng phất ba người ngăn cản, để cho nam tử càng thêm vững tin, trong ngọ điện thành trì tất nhiên có kỳ quặc, bay trận tạm thời vây khốn bọn hắn, nam tử lập tức chỉ huy nói, theo hắn mấy người nhanh chóng kết xuất giống nhau thủ ấn, ở trước mặt hắn chính là hóa thành một cái trận pháp hy diệu, hư hư hư, chỉ thấy mấy người tay cầm trận pháp, từng đạo từng đạo hàn quang hướng phía ba người cận đông minh bắn tới, từng đạo từng đạo hàn quang chút xuống mà tới, ba người cận đông minh lập tức chia ra ba đường, muốn chia ra để tránh né công kích, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới trận pháp có thể di động, đồng thời có thể theo lấy bọn hắn mà di động, long bưu người đi đem hắn ngăn lại, nếu không ngăn cản được hắn, khi chủ tử đi ra, ta sẽ nói cho hắn biết ngươi đã làm gì, ngươi chắc chắn phải chết. Cận Đông Minh mãnh liệt nhìn về phía Long Bưu, nghiêm nghị hét tới, đại ca, chúng ta không thủ không oán, ngươi không phải làm thật chứ? Long Bưu vẻ mặt đáng chát, mà Cận Đông Minh thì là vẻ mặt trang nghiêm, bộ dáng cũng không giống như là cùng hắn đùa giỡn, trên mặt long bưu biểu lộ một chút liền sụ xuống hắn nhưng là biết được phong cách hành sự của tiêu viêm mặc dù đán đao khó định nhưng long bưu cũng không dám cược kẻ xấu chạy đâu cùng lão tử quyết một trận từ chiến bàn chân long bưu liên tục bước ra thân hình trên không trung liên tiếp dừng lại mấy cái sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía nam tử đuổi theo đồng thời trong miệng hé ra chỉ thấy một thanh tiểu kiếm màu đỏ bay lượn ra tốc độ cực nhanh trong nháy mắt hướng phía nam tử bắn mạnh tới lúc này hai người cận đông minh cùng vĩnh đông hướng phía đám người bố trí trận pháp đi tới đang tránh né đón đỡ quang vũ tập kích hai người xuất thủ cắt đứt mấy người bày trận cùng lúc đó long bưu màu đỏ tiểu kiếm thẳng đến cái ót nam tử ngay tại tại thời điểm muốn xuyên thủng đầu hắn nam tử tựa hồ ngay lúc này có phát giác bỗng nhiên hất đầu né tránh tiểu kiếm màu đỏ của long bưu người khăng khăng muốn chết có phải hay không nam tử xoay đầu lại cái chán gân xanh nổi lên đúng người dám can đảm tiến thêm một bước về phía trước hôm nay long bưu ta coi như đánh bạc mạng già này cũng sẽ không để người quấy dày đến chủ nhân ta tu hành âm thanh long bưu cực lớn thậm chí trong hắn còn ẩn chứa khí lực lượng để cho âm thanh truyền đi càng xa long bưu làm như vậy đương nhiên là sợ tiêu viêm nghe không được cố ý lớn tiếng như vậy điểm tiểu tâm tư ấy long bưu vẫn phải có chỉ là âm thanh tuy lớn long bưu nhìn như xuất thủ lại không phải là dốc toàn lực nhưng long bưu lại là đem nam tử chọc giận chỉ thấy hắn vung tay lên một bộ toàn thân đen kịt thân ảnh hiển hiện nhìn song đao loang lù dì xét cầm trong tay cấp bước nhanh chân hướng phía long bưu chạy tới liền để cho người cùng cỗ tuyệt phẩm khối lỗi này của chiến một trận nam tử nói ra vừa nói ra sau liền tiếp tục hướng phía ngọn điện thành chỉ lao đi không hay ngươi vậy mà dùng thủ đoạn âm hiểm như vậy chủ ngươi cẩn thận âm thanh long bư cực lớn vừa nói chuyện một bên lui về phía sau nhanh lùi lại cơ hồ là tận khả năng không cùng cái cỗ khôi lỗi này giao thủ cận đông minh huynh nhanh ta không có cách nào thoát thân cỗ khôi lỗi này thật khó dây dưa cận đông minh nhìn long bư phía xa biểu lộ lạnh lùng không đợi cận đông minh khởi hành vĩnh đông chẳng biết lúc nào đã dẫn đầu đứng dậy trên đạp hư không âm thanh vang vọng mà ra thân hình hóa thành một tia tráng thẳng đến nam tử mà lúc này nam tử đã đi tới trên không ngọ điện thanh trì đang muốn hướng phía trong đó đi tới ngay thời điểm hắn làm ra động tác này trận pháp ầm vang ở giữa đem nam tử sinh sinh bắn ra vĩnh đông thì là gáo thét mà đến lúc này một quyền chính là hướng phía nam tử đập tới nam tử vừa mới ổn định thân hình giật mình lập tức làm ra phản ứng trường thương thình lình đâm ra ầm ầm hai đạo lực lượng đụng nhau ra vĩnh đông lề nằm đấm đối cứng thế công trường thương của nam tử chỉ là thực lực thế này, cũng dám lỗ mãng, Vĩnh Đông Lăng lệ quát một tiếng, nơi mi tâm của hắn tám quả tinh ấn chậm rãi chuyển động, thực lực của Bát Tinh Nguyên Thần cũng không phải là trưng trò đẹp, trên người hiện lên bạch khí, nhục thân bắt đầu nhanh chóng bành trướng, trong chốc lát thân hình chính là bành trướng đến trăm trượng, mi tâm của ngươi, là Nguyên Thần tinh ấn sao? Nam tử lạnh tê một tiếng, hắn nếu đã dám tiến vào cái ngọ điện này, tự nhiên là đối với ngọ điện điện chủ có hiểu biết, đối với Nguyên Thần nhất tộc cũng có hiểu biết mới dám tiến vào bên trong, bớt nói nhiều lời, coi quyền, vĩnh đông quát một tiếng chói tai thân hình đã là bành trướng đến ngàn trượng nắm đấm mênh mông ẩm vang điện xuống nam tử biến sắc khoát tay trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay mai rùa huyền vũ kim tinh giáp cái giáp này tại trong nháy mắt huyền vũ kim tinh giáp hóa thành trăm trượng to lớn kiên cố chắn trước mặt nam tử đông một tiếng vang trầm vĩnh đông đánh vào phía trên mai rùa bắn ra tiếng oanh minh mai rùa chấn động một trận chợt rất nhanh liền bình tĩnh lại hán lực phòng ngự kinh người hẳn là hoàn hảo không chút tổn hại đỡ được một quyền này của vĩnh đông thật sự là ngoài ý liệu không nghĩ tới hiện nay còn có nguyên thần trên chính sinh tồn đến tận đây, nếu là có thể đưa ngươi bắt về, lão tổ đưa ngươi luyện chế thành khối lỗi, như vậy tất nhiên sẽ là một kiện thiên đại hỉ sự đối với thần khôi tông ta. Nam tử nhìn xem Vĩnh Đông, trong mắt lập tức nổi lên tinh mang nồng đậm hơn, tựa hồ so với ngọ điện điện chủ cũng càng có lực hút, lúc này một mình cận Đông Minh không cách nào ngăn cản mọi người, lúc này cận Đông Minh đầu đầy mồ hôi, xem ra xuất lực không ít, nhưng một người đều không thể mặt sát, thật sự là kỳ quái, những người này vậy mà đều sẽ không đổ máu, với lại tán phát khí tức cũng rất mịt mờ, với lại cảm giác có một cổ mùi thối nói không ra, tay Cận Đông Minh cầm một kiếm chuôi kiếm này ngay tại trước đây không lâu, mới xuyên thủng nhục thần một người trong bọn hắn, trên thân kiếm không có máu tươi, có hẳn là dính chất lỏng sền sệt, tản ra từng trận mùi thối, hẳn những thứ này là thi thể, Cận Đông Minh nghĩ tới, loại mùi thối này chính là thi thể mục nát sau một hồi có thể phát ra mùi thối, mùi thối cứ việc không ngay mũi, nhưng là cũng tản ra từng trận mùi vị làm cho người buồn nôn, nhanh nhanh trở về vị trí cũ, nam tử hét lớn một tiếng, sau đó mấy người lập tức cùng lên đường tất cả động tác hoàn toàn nhất trí, nhìn có cảm giác không phải bình thường, bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh dị dạng, Cận Đông Minh quay đầu nhìn sang, chính là nhìn thấy Long Bưu đang bị một thân ảnh cầm song đao trong tay, đuổi theo chém chết, Cận Đông Minh vỗ ót một cái, hắn cũng không tin Long Bưu đánh không lại, mà là Long Bưu không muốn ra tay lãng phí bất hủ chi lực chính mình, vẫn luôn giữ lại thực lực, như thế cũng là cách làm thông minh, dù sao nơi này khó khôi phục bổ sung, thuận theo ánh mắt nhìn, Vĩnh Đông đã bị vây vào giữa chính là thân ảnh khổng lồ của hắn để cho đồng từ cận đông minh co rụt lại không nghĩ tới hắn vậy mà cũng là một gã nguyên thần trong truyền thuyết sớm đã diệt tuyệt chủng tộc, cận Đông Minh mặc dù đi theo Tiêu Viêm trên đường đi không hề nói gì, nhưng trên thực tế hắn biết tất cả mọi chuyện, chỉ là hiểu được trầm mặc, trên một điểm này, cận Đông Minh càng thêm thành thục lão luyện, giống hắn như vậy, có lẽ chưa nói tới cái tính toán gì, chí ít sẽ không nhóm lửa trên người, đưa nguyên thần tới cửa, nơi này hết thảy đều là giả, mang không đi, nhưng ngươi là thật, đưa ngươi mà sát luyện thành khối lỗi, nói không chừng có thể làm cho ta ngồi vững vàng vị trí đại trưởng lão thần Khôi Tông, lúc đầu mục tiêu là ngọ điện điện chủ, hy vọng có thể thăm dò đến càng nhiều liên quan tới nguyên thần nhất tộc dù sao nhục thân của nguyên thần dùng để luyện chế khối lỗi không có gì thích hợp bằng nam tử cười lạnh nói rõ ràng là nhìn xem vĩnh đông nhưng lại phảng phất tại nhìn xem cái sơn hào hải vị gì khiến cho trong mắt hiện lên tinh quang thậm chí còn liếm lắp dưới hắn đôi môi khô khốc suy nghĩ rất không tệ nhưng chỉ là có chút si tâm vọng tưởng vĩnh đông hử lạnh một tiếng hắn thân hình khổng lồ hóa thành trăm trượng so với thân hình bình thường vẫn như cũ to như núi lớn nếu ngươi là cửu tinh nguyên thân có lẽ không có cơ hội nhưng ngươi chỉ là một cái bát tinh nguyên thần vô luận như thế nào, ta cũng muốn liều một phen, bày trận, nam tử vừa nói ra, chỉ thấy hắn vung tay lên, số cỗ quan tài bay lượn ra, những vách quan tài này trực tiếp bắn ra, nhất thời, quan tài một mảnh đen kịt, xông ra trận trận khói đen, chợt lần lượt từng bóng người bắt đầu từ trong đó gao thét mà ra, tăng thêm thân ảnh vừa rồi, hết thảy đã có 11 người, tăng thêm nam tử vừa rồi là 12 người, những thân ảnh này phân tán ra, xen vào nhau tinh tế đem vĩnh đông vây khốn trong đó thập nhị la sát phực tiên thuật nam tử kết xuất thủ ấn còn lại 11 thân ảnh như là phân thân nam tử cũng là cùng nam tử đồng thời kết xuất thủ ấn giống nhau bàn chân vĩnh đông hướng về phía trước bước một bước lúc này liền là muốn xông ra ngay tại lúc thân hình vĩnh đông lướt đi trong nháy mắt từng đạo sợi tơ vô hình bao phủ vĩnh đông khiến cho thân hình đột nhiên trì trệ mà là phòng chấn đinh nam tử khoát tay trên trong quả đinh tàn ra hắc khí lơ lửng ở trước mặt hắn hư 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 mà la phong chấn đinh màu đen hóa thành vô số đạo hắc khí hướng phía vĩnh đông bắn mạnh tới mà là phong chấn đinh màu đen chỉ có lớn chừng ngón cái đâm vào làn da của vĩnh đông làn da bị đâm vào hắc độc nhanh chóng lan tràn ra ba cây phong trấn đinh lớn hơn thì là trong nháy mắt đâm về phía lưng của vĩnh đông làm cho vĩnh đông lúc này phun ra một ngụ máu tươi thân hình trăm trượng của hắn nhanh chóng khôi phục như thường tựa hồ khí huyết trên người bị áp chế trước mặt vĩnh đông lộ ra vẻ thống khổ trên người che kín màu đen độc đinh đúng 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 chính là như vậy đừng dãy dụa càng dãy dụa càng thống khổ nam tử trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợi hắn tay giơ lên mới nhìn đến trên ngón tay hắn tất cả đều là nạp giới các loại thượng phẩm nạp giới không biết có bao nhiêu vật phẩm mới cần nhiều nạp dưới như vậy nam tử khoát tay chỉ thấy một tôn quan tài màu lửa đỏ chậm rãi tản ra âm tà chi khí dày đặc đây là ta vì ngươi chuẩn bị thượng đẳng phong quan tài về sau cái này liền là là nhà của ngươi ha ha ngươi như thế liền cảm giác có thể hạn chế ta lại cái kia chưa hẳn ngươi cũng quá coi thường nguyên thần nhất tộc rồi vĩnh đông ngẩng đầu lên cứ việc khoái miệng tràn ra máu tươi dưới tình huống trên người mình khí huyết bị phong ép vẫn như cũ chậm rãi đứng thẳng đứng dậy chỗ mi tâm tám khỏa tinh ấn lấp lóe vĩnh đông cắn răng một cái giờ phút này hắn không hề cố kỵ bạo phát ra khí huyết chi lực, nhục thân lại bắt đầu tăng vọt, cất bước ra nan chậm rãi bước chân hướng phía nam tử tới gần, nhưng ở phía dưới song trọng phong tọa, Vĩnh Đông cảm giác khí huyết nhận lấy cường lực áp chế, làm hắn có loại cảm giác mạnh mẽ cũng không sử dụng ra được. Hừ, phía dưới song trọng phong tọa, còn muốn tránh thoát, nam tử phun ra một ngụ máu tươi, ngón tay chám lên máu tươi trước mặt, lại lần nữa vẽ ra một đạo huyết sắc phong ấn, sau đó đưa tay vỗ, huyết ấn bay ra, sau đó nhanh chóng bành trướng khuếch tán ra, sau đó đem Vĩnh Đông bao phủ trong đó, bị huyết ấn vỗ, thân hình Vĩnh Đông chấn động, phun ra một ngụm lớn máu tươi, phong tỏa lực lượng thật mạnh, chỉ sợ chỉ có thể toái tinh đánh một trận, sắc mặt Vĩnh Đông trầm xuống, tầng tầng lớp lớp phong ấn, làm cho Vĩnh Đông cơ hồ không cách nào nhúc nhích, ngoan ngoan đi vào khuôn khổ đi, đi vào trong cái phong quan này, băng đá lạnh lạnh cực kỳ thoải mái, hơn 10 đạo thân hình dần dần tới gần Vĩnh Đông, ở sau lưng hắn, từng bước một đem Vĩnh Đông hướng phía phong quan tài để đi, lông mày cận đông mình nhíu một cái, nếu như Vĩnh Đông cũng không phải là đối thủ, như vậy hắn cũng là bọ ngựa đấu xe, ánh mắt của hắn chỉ có thể hướng phía trong ngọ điện thành trì nhìn lại, trong đó kim quang càng phát ra sáng chói, không biết là cái gì, nhưng cận đông minh trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào cho phải. Đến đây mình xin kết thúc tập này, nếu hay, hãy cho mình một like, một đăng ký kênh, và đừng quên đóng góp những ý kiến của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.